của máy phun sương hiện tại đang bán ở trên thị trường. Tức là tận dụng lại cái linh kiện cũ trong cái đống linh kiện ở trên các cái xác tivi cũ. Để đầu tiên mình sẽ vẽ một cái sơ đồ, của nó. Đầu tiên thì nó sẽ đi qua con điện trở 4 ohm. Thì các bạn có thể thay điện trở từ 4 đến 10 ohm. Theo thì nó sẽ đi qua một con tụ G473 cùng thì các bạn lấy thay vào đều được, 333 hoặc là 673 hoặc 773, cứ có số 3 cuối thì thay vào. Và đi qua một con biến trở 5K và một con điện trở 5K nữa, đấu song song với con biến trở 5K. Cái mạch này mình vẽ thì chắc chắn là nó chưa hoàn chỉnh, mất mấy ngày, đơn giản thế thôi nhưng mà cũng phải ngâm cứu suy ngẫm mất mấy ngày, khép kín cửa phòng để làm. Nhưng người ta làm thì người ta sẽ giấu giếm bớt đi để người ta bán cái bản, người ta làm máy người ta bán bản thương mại, nhưng mình thì mình chẳng có giấu giếm cái gì hết. Sau khi đó thì mình sẽ quá trình làm thì mình sẽ bổ sung và sửa sai một số chỗ. Ở đây các bạn có thể lấy một cái bìa giấy chống cháy của cái bo làm khuôn mạch biến áp, thì lấy bìa cắt tông là sơn, thì các bạn phải cạo nó đi để cho nó tiếp điện cho tốt. Đó là cái linh kiện thông dụng và dễ tìm nhất trong các loại linh kiện. Nhà mình có sẵn thì mình lấy luôn. Lấy D63 hoặc H1061. Tiếp theo các bạn đấu một cái con điện trở 4 đến 10 ohm. Để cho nó bảo vệ, mà nếu như các bạn bí quá không có thì thôi cũng được. Nhưng mà nên đấu theo đúng sơ đồ, nó sẽ hoạt động lâu hơn, bền hơn. Nối tiếp với con điện trở 4,7 ohm chính là con điện trở 120 ohm. Các bạn ghép song song thì chỉ số nó sẽ hạ xuống, mà ghép nối tiếp thì chỉ số nó sẽ tăng lên. Kể cả tụ cũng vậy thôi, cũng có video ở trong kênh rồi. Tiếp theo đến là một cái con điện trở 5K và một con biến trở 5K. Nhưng mình sẽ đấu thêm cái con điện trở 56 ohm này để cho nó đủ 120 ohm đã. Thì cái con điện trở 5K đó sẽ đấu song song với con điện trở con biến trở 5K. Thì cái con biến trở đó các bạn chỉ cần câu hai chân của nó thôi, còn một chân thừa ra đó thì các bạn sẽ bỏ trống. Hai chân đó các bạn câu một chân ngoài bìa, một chân ở giữa cho nó song song với cái con điện trở 5K kia, như vậy là được. Còn với những cái bạn mà chưa biết về điện tử thì cứ vào trong đọc công thức, ở trong kênh có công thức đọc điện trở vòng màu đấy, thì kể cả là các bạn chưa biết gì về điện tử vẫn có thể làm được. Video mình có thể là quay nó hơi nhanh, lý do là bởi vì các bạn xem rất là nóng ruột và không muốn xem. Có thể là các bạn nhàm chán và video quá dài, nếu mình làm đằng thẳng ra thì cái video này phải mất cả tiếng. Cho nên là cố gắng tiết kiệm thời gian nhất có thể, để cho các bạn xem nó đỡ nhàm chán. Quay nhanh nhưng mà nó vẫn có đầy đủ hết tất cả các hình ảnh, không thiếu một chi tiết nào hết. Các bạn nếu xem không hiểu các bạn có thể xem lại, bởi vì nó không có thiếu một cái chi tiết nào hết. Ở đây là mình câu thẳng từ chân E của con đèn. Tụ thì các bạn có thể lấy ở trên các cái bo mạch của tivi xác, tivi cũ, hoặc là đi mua rất là rẻ, mấy nghìn, chừng này linh kiện đây mấy nghìn, chục nghìn bạc. Đầu tiên mình sẽ hàn con tủ 33NF vào cái chân, từ chân E sang chân B giống như sơ đồ. Chân lên nguồn dương, dương của nguồn một con tụ 1 đến 2 NF, cụ thể là con tụ 122 hoặc là 152 gì đấy. Nếu như các bạn không có thì có thể thay một con tụ nó tương đương, miễn là có số 2 ở cuối, mà nếu các bạn bỏ đi có thể nó vẫn chạy nhưng mà nó sẽ không ổn định. Tiếp theo mình sẽ thay một con tụ khoảng 33 đến 60 NF vào đầu của cái loa điện áp, tức là cái loa Thái Anh, từ chân B nối thẳng ra vào một đầu của loa Thạch Anh. Mà cái loa Thạch Anh đó mình đã vẽ hình tròn tròn ở trên cái bìa giấy rồi. Đó, anh thì nó có hai đầu ra và các bạn đảo chiều đầu nào cũng được. Tiếp theo thì các bạn làm ở cái công tắc, ở cái mạch này thì nó có một cái nhược điểm mà có thể là chưa thể bổ sung và khắc phục được, đó là phải dùng công tắc, chứ nó không thể cảm biến hay là hẹn giờ được. Và nếu như nó hết nước mà các bạn quên tắt thì nó không hay. Bây giờ mình đã, sau khi thử nghiệm và cân chỉnh thì mình đã thay đổi quyết định. Con 4,1K mình sẽ không dùng con 4,1K nữa, mình giảm nó xuống còn 3K thôi, hoặc là 3,3K. Tức là mình đã cân chỉnh và cân chỉnh lại một số linh kiện ở trên mạch. Con 4,6K đi thẳng xuống nguồn âm thì mình đổi nó thành con 5,5K. Còn mình sẽ không dùng con 4,6K nữa, cho nó tăng điện trở lên một chút, mạch nó sẽ hoạt động khỏe hơn. Còn con biến trở thì các bạn có thể dùng 5K hoặc 10K. Ở đây cái con điện trở 2,2K mình nối thêm cái con 1K vào nữa là nó đủ 3,2K. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Nối thêm một con điện trở vào là nó thành cái con điện trở có chỉ số cao. Con kia thì dùng hai con 2,2K là thành 4,4K, nối thêm một con điện trở 1K nó là thành 5K, 5,5K. Như vậy là không có điện trở 5,5K thì dùng nối tiếp ba con lại. Nó hơi xấu mã hay là cồng kềnh một chút nhưng mà nó lại đỡ mất công phải đi kiếm rất là lâu. Công tắc này chỉ là có hai đầu tắt bật, tắt bật. Ngoài ra mình sẽ phải bổ sung thêm một cái cuộn, ở đây người ta gọi là cuộn cảm, đó chính là cuộn cảm. Bắt buộc phải có cuộn cảm, vì thế các bạn không có cuộn cảm thì các bạn lấy một cái dây đồng bọc cái may, các bạn quấn 30 vòng lên một cái lõi phê dít nho nhỏ giống như trong hình, là sẽ có một cuộn cảm, cứ quấn đủ 30 vòng là được. Quấn xong thì hàn vào mạch. Giống như ở trên sơ đồ. Một đầu thì xuống mát, đầu còn lại thì vào chân E của con D7, con D63. Và chiều, và các bạn đảo chiều đầu nào cũng được. Bây giờ mình lấy một cái biến áp nguồn. Biến áp nguồn thì các bạn dùng cái loại 24V thì nó sẽ khỏe hơn là các bạn cho nó đủ. Bởi vì cái mạch này nó chảy rất là ít điện, rất ít điện, hầu như nó chỉ nuôi có mỗi một cái con đèn với lại một cái loạt điện áp, nó nuôi chỉ có mỗi cái loạt điện áp mà thôi, nên tốn rất là ít điện. Nhưng mà nó yêu cầu cái điện nó cao thì nó sẽ khỏe hơn. Đây chính là cái loa điện áp, các bạn có thể kiếm hoặc là mua ở hiệu linh kiện. Cái loa này thì nó dày dày như thế này thì nó mới tốt được. Hai đầu thì các bạn câu vào ngay hai cái đầu ở trên vì mạch. Một đầu vào dương nguồn, một đầu vào đầu con tụ. 33 nanofarad lúc nãy mình hàn. Còn cái ở trên cái chỗ đựng nước để mà phun sương thì nếu các bạn không có thì các bạn buộc lòng phải lấy một cái kéo và khoan một cái hốc tròn tròn, bắt buộc phải khoan thủng. Sau đó thì các bạn làm thế nào đó để mà cho cái loa điện áp nó lòi vào trong, nhưng ở bên xung quanh thì các bạn phải hàn lại. Một là lấy keo nến thử xem có bị dỉ nước không, hai là có thể lấy vòng cao su. Nói tóm lại là các bạn làm cách gì đó mà bây giờ mình chưa có thời gian mình làm được, bởi vì đăng video vội quá. Nếu mình làm nữa thì không biết đến lúc nào video mới đăng lên được. Nên là mình làm đến đâu thì mình sẽ đăng video đến đó, có gì thì mình sẽ bổ sung sau. Ở đây mình sẽ lấy tạm cái bộ của cái máy phun sương ở trong nhà. Mình chỉ lấy cái vỏ của nó để lắp vào và thử cho nó nhanh. Mình lắp vào để mà thử cho nó nhanh. Thì nó cũng giống nhau thôi, nếu như các bạn gắn ở ngoài một cái ca nào đó, miễn là cái loa phía trong nó phải lòi ra để nó đẩy cái nước, nung cái nước đó, biến cái hơi nước đó. Nó dùng sóng siêu âm để cho cái nước nó biến thành hơi nước và bay lên. Khi lắp vào thì các bạn nhớ là phải kiểm tra xem có bị dỉ nước hay không, phải để một lúc. Nếu như mà nó dỉ nước thì các bạn đừng có cắm điện vào, đừng lắp vào mạch điện. Còn hai đầu loa thì các bạn lắp vào hai cái chân mà ở trên vì mạch mình để chừa đấy, giống như trên sơ đồ. Mình nhận thấy là nó hoạt động nó cũng chẳng kém gì cái máy phun sương người ta đang bán trên thị trường cả. Nó cũng tạo sương, tạo khói như vậy, cũng đủ mạnh như vậy. Và cái mạch thì nó quá là rất là đơn giản, dễ làm. Linh kiện thì cũng chả đáng có đáng là bao. Và khi các bạn mà chế được thì làm được cái mạch cho nó chạy được thì các bạn cảm thấy rất là sung sướng. Bởi vì lúc đó cảm thấy có một cái độ sung sướng rất là cao. Hình như mình vừa mới làm được cái gì đó thành công, nên là cảm thấy rất vui và rất sướng. Bài video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.